Tờ The New York Times loan tin, các quan chức Mỹ sau khi đánh giá nguồn tình báo mới thu thập đã đưa ra giả thuyết rằng người đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream trong tháng 9 năm 2022 có thể là đối thủ của giới lãnh đạo Nga. Các quan chức Mỹ nói rằng còn nhiều điều về nhóm hung thủ mà họ chưa biết nên vẫn còn bỏ ngỏ nhiều khả năng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã xem xét nguồn tình báo tin rằng những kẻ phá hoại nhiều khả năng là người Ukraine hoặc người Nga, hoặc cả hai, và không có người Mỹ hay người Anh nào liên quan. Đáp lại trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở nước Cộng hòa Buryatia thuộc Nga hôm 14 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng thông tin trên là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi chắc chắn rằng điều này là hoàn toàn vô nghĩa. Một vụ nổ như thế, với sức mạnh như thế, ở độ sâu như thế, chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia và được hỗ trợ bởi toàn bộ sức mạnh của một quốc gia sở hữu những công nghệ nhất định, Tổng thống Putin nói với các phóng viên. Trước đó, vào ngày 13 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói rằng Nga không biết ai đã cho nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và muốn xem một cuộc điều tra rốt ráo để có câu trả lời, theo RT. Ông Patrushev cũng đã bác bỏ tuyên bố rằng các cơ quan tình báo phương Tây nghi ngờ một nhóm thân Ukraine đã cho nổ đường ống Nord Stream, được xây dựng để cung cấp trực tiếp khí đốt tự nhiên của Nga cho Tây Âu. Câu chuyện rằng Mỹ và Anh không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này rõ ràng được đưa ra với hy vọng rằng độc giả không thể suy nghĩ một cách logic, ông Patrushev nói. Giới chức Mỹ đã gọi vụ nổ đường ống Nord Stream là hành động phá hoại, trong khi châu Âu tin rằng đây là hành động có sự bảo trợ của yếu tố nhà nước. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,